Nhiều các anh em khi đi nhận công trình cứ nghĩ rằng chủ nhà thích hàng rẻ, nhưng thực tế không phải như vậy đâu nha. Đó chỉ là suy nghĩ của các anh chị em nhà mình thôi. Trên thực tế thì chủ nhà sẽ thích những cái gì là phù hợp nhất cho họ. Và đương nhiên ai cũng sẽ thích rẻ, nhưng mà cũng có những chủ nhà họ sẽ không thích hàng rẻ đâu. Và họ sẽ thích là làm sao cho cái ngôi nhà của họ trở nên đẹp nhất và lộng lẫy nhất, chứ không phải là hàng rẻ. Và vì vậy là trong cái suy nghĩ của các anh chị em là làm sao phải là hàng rẻ nhất, và cứ mỗi bên làm sao cạnh tranh được với cả bên khác. Ông thì nhận 1 triệu, ông lại nhận 950, có ông lại nhận là 930 đấy. Và vì cứ như thế nên là cứ liên tục phải chạy theo giá và tìm những cái vật liệu rẻ nhất để tối ưu cũng như là chốt được cái công trình của nhà bác ấy. Nhưng có rất là nhiều bác chủ nhà cả cuộc đời chỉ có làm được một căn nhà, vì vậy luôn luôn mong muốn làm được những cái gì là vật liệu cố gắng tốt nhất trong cái nguồn lực và trong khả năng có thể. Nên không phải là cứ vật liệu rẻ là bác ấy chọn, nó gắn với cuộc sống hàng ngày. Mình chỉ lấy đơn giản lên như thế này, nhiều anh chị em nhà mình vì là muốn hàng rẻ nên đưa những vật liệu tái chế, tấm nhựa tái chế để ốp cho tường trần của nhà các bác ấy. Nhưng mà không phải đâu, chủ nhà họ sẽ sẵn sàng chi ra thêm 5-7 nghìn nữa để có thể sử dụng được cái dòng tốt hơn, để làm sao an toàn cho sức khỏe, và quan trọng hơn hết là trong cái quá trình cuộc sống ấy họ được thỏa mãn và được vui vẻ. Cuối cùng thì là toàn các ông tự đi phá giá nhau. Thay vì như thế thì chúng ta có thể là nâng cao nghiệp vụ của mình lên, làm sao chúng ta có khả năng về tư vấn thiết kế làm sao cho nó tốt nhất cho cái chủ nhà đấy, và mình sẽ bao quát hơn về các dòng vật liệu để tư vấn từng vị trí không gian, thì mình sẽ lựa chọn những vật liệu phù hợp. Đồng thời với đấy thì mình cũng nâng cao tay nghề để làm cho công trình của các bác trở nên đẹp hơn, và vì như thế thì bác sẽ được liên tục giới thiệu các khách hàng. Cái tập quán của người Việt Nam mình đấy là buôn dưa lê, và vì thế là khi mà anh em mình đến làm hoàn thiện cho một nhà bác này thì giám sát công trình nào là vợ này, mẹ vợ này, hàng xóm này, rồi anh chị em chồng này, kiểu như vậy, có rất là nhiều những cái tình huống rất là hài hước như thế. Tuy nhiên thì cuối cùng ấy, mình vẫn thấy một điều rằng là khi mình nâng cao tay nghề, nâng cao nghiệp vụ và mình tư vấn cho chủ nhà được tốt nhất những cái trường hợp cụ thể phù hợp với cả mong muốn và ngân sách, thì chắc chắn rằng không có một bác chủ nhà nào sẽ không hài lòng. Và lúc bấy giờ thì giá đôi khi nó sẽ là một vấn đề, nhưng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Và chúc các anh chị em nhà mình có được những cái công trình như ý. Chúc các anh chị em nhà mình luôn luôn nâng cao tay nghề, nâng cao nghiệp vụ, và giúp cho cái cuộc sống của chúng ta càng ngày càng nâng cấp, chứ không phải là đua nhau giảm giá để lựa chọn những hàng kém chất lượng khiến cho cuộc sống người dân của chúng ta bị đi xuống nha. Và hẹn gặp lại các anh chị em nhà mình trong những video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị em nhà mình đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.